Mến chào quý vị thính giả, Hồng Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Không biết là ngày hôm nay của quý vị đã trôi qua như thế nào. Trinh hy vọng là quý vị đã có một ngày với thật nhiều niềm vui quý vị nhé. Còn tối đến hãy dành cho kênh của Trinh một chút thời gian để chúng ta cùng lắng nghe truyện. Và không để quý vị đợi lâu, tối ngày hôm nay Trinh xin mời quý vị cùng đến với truyện ngắn Trúng số mất gia của tác giả Thùy Dương. từng cơn gió chiều điều hiu thổi qua trước hiên nhà những tàu lá chuối phất qua phất lại cây bồng điên điển một ngoài rìa sông cũng lắc lư theo từng cơn gió con bé hiền từ trong nhà nhìn ra thay cha ngồi trầm ngâm nhìn mông lung vào không gian vô định nó biết cha đang suy nghĩ gì cầm tờ giấy trung tuyển đại học trên tay đôi mắt nó cũng nhòe đi vì lệ nhà nghèo làm gì có tiền mà đi học Mẹ mất sớm Cha thì ốm đau liên miên Kiếm ăn qua ngày Cha đã phải vất vả lắm rồi Giờ tiền đâu mà lo cho con vào đại học Số tiền trong đầu năm Có khi cả năm cha nó làm Cũng chẳng có nổi lấy một nữa Nó biết Cha thương nó Từ bé đã không cho theo ông chịu vất vả Bác phải ở nhà học hành Đi chơi cùng đám trẻ Cho đúng với lứa tuổi của mình Nhưng con bé Hiền hiểu chuyện Nó biết nhà nó nghèo Nó biết cha nó vất vả Nên từ bé suy nghĩ đã trưởng thành hơn Những đứa trẻ đồng trang lứa Nó chăm chỉ học hành Phụ giúp cha việc nhà Lúc rảnh cũng đi đến cái xưởng mây gần nhà Nhận đồ về các chỉ Mua cho cha nó vơi đi phần nào Sức nặng cơm áo gạo tiền Con bé học giỏi lắm 12 năm liền Đều đạt danh hiệu học sinh giỏi Cháu Hoàng Bác Hồ Có nhiều năm giành được học bổng của trường Khiến cho cha nó hạnh diện Mỗi khi có ai đó nhắc đến Người ta lúc nào cũng rỉ tai nhau Đấy, cha ngu dốt bệnh tật Mà có đứa con đáng đồng tiền bát gạo không? Ông chẳng buồn khi người ta chê cười, chế nhạo mình Ngược lại, ông càng lấy đó làm tự hào kỳ thi đại học vừa rồi, hiện cũng cố gắng để dành cho được học bổng, không muốn cha mình vất vả, và cũng để sau này có công ăn việc làm đàng hoàng về lo cho cha. Thế nhưng, cơ hội ấy lại bị một bạn nam cướp mất với số điểm chênh lệch chỉ có 0,5. Nhận giấy báo, biết được số tiền sắp phải đóng, rồi nhìn cha ngồi thẫn thờ, hiện không nhịn được đi ra ngoài, ngồi xuống bên thềm cạnh cha. Đôi mắt cũng nhìn mong luôn Nói Con, con đi làm nha cha Ông Thành ngạc nhiên Quay sang nhìn con Đi học chứ Phải đi học Học sau này mới không vất vả tay chân Con không học đâu Bây giờ đầy người học xong Có xin được việc đâu Để con đi làm đi Ra đời bương chải sớm Có khi còn kiếm nhiều hơn Ông Thành quát Không được, dù thế nào cũng phải học. Chỉ có con đường học mới đi đến thành công nhanh nhất. Đời cha đã không được học hành tử tế, nên giờ già cả mới không có lương hưu, phải làm giấc giả. Cha quyết không để bay phải nối gót theo cha. Nhưng mà nhà mình nghèo, lấy đâu ra tiền mà học hả cha? Câu nói ấy khiến hai cha con im lặng mắt ông lại nhìn lên từng an mây lờ lửng trôi trên nền trời đỏ ối của hoàng hôn ông biết con mình nói đúng nhà làm gì có tiền mà đóng một phát mấy chục triệu một lúc chưa kể tiền sinh hoạt phí tiền nhà trọ rồi tiền trong mỗi kỳ ông làm phụ hộ lương được ba cọc ba đồng lại còn cơ thể yếu ớt hôm nào nhiều việc không có người thì người ta mới gọi nên công việc cũng có ổn định đâu. Ngày thường cũng đi chăn lưới, bắt vài ba con cá mang ra chợ, cũng chỉ đủ tiền mua bó rau, rồi nhặt ve chai bán cũng được mấy đồng mà đòi nuôi con đại học. Đôi mắt ông bớt giác đỏ lên, nước cũng ẩn ật trong tròng mắt. Ông tự trách mình bớt tài, vô dụng, để rồi không có mà lo cho con. Những tiếng thở dài của hai cha con cứ thế mà phát ra. Cả hai đều mang nặng tâm sự trong lòng. Ngồi đó nhìn trời, không nói thêm câu gì. Đêm đó, con bé hiền mất ngủ. Ông Thanh cũng thức trắng cả đêm. Cuộc sống này dường như không có lối thoát cho hai người. Ông trời như cũng triêu ngươi theo đúng nghĩa câu nói. Con vua thì vẫn làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa dù cho họ cố vùng vẫy thoát ra khỏi vũng lầy cỡ nào, thì nó chỉ càng lún sâu hơn mà thôi. Sáng ngày hôm sau, trong bữa ăn sáng, Hiền nói với cha. Con với nhỏ bạn xin được việc trên thành phố rồi. Mai còn với nó lên đấy đi xem như thế nào rồi làm trên đó nha cha. Ông Thành không nói gì. Miên cơm trong mồm, Dư nghẹn ứ tại cổ họng, nuốt không trôi. Im lặng hồi lâu ông mới nói Sao không sinh gần đây Gần nhà có phải tiện hơn không Trên đó lương cao hơn á cha Với lại con muốn đến trường hỏi xem Người ta có cho mình đóng nhiều lần không Con đi làm đủ tiền con sẽ đi học đàng hoàng Cha yên tâm Ông Thành biết Con gái muốn đi làm cho mình bớt khổ Nhưng lại muốn thực hiện nguyện vọng của mình Là học hành đàng hoàng Nên mới tính như thế Chẳng nói thêm gì Ông cầm lấy cái mũ tay bèo Đội lên đầu Hướng con đường trước mà đi qua xóm bên Chẳng biết là đi đâu Nhìn bông lưng cha rời đi Trên người mặc cái áo sơ mi cũ sờn Có miếng rách ở vai Cái quần lửng nhăn nhúm màu xanh bộ đội Đã chuyển qua phạt nâu bạc thết Cái mũ tay bèo cũ nát Niên đại không dưới 5 năm Mà lòng hiền dối đau Thương cha nhiều lắm Tối hôm đó sau một ngày không rõ đi đâu Ông về nhà với gương mặt hồ hởi Cầm sắp tiền đưa cho con gái Cha mới mượn được của mấy gì mấy chú Cầm theo xin họ cho khất số còn lại coi được không Cha ở nhà lo thêm Bày cứ lên đó học hành đi Hiền cầm sắp tiền trên tay Nhìn cha hỏi Nhưng lấy gì mà cha trả Của mấy gì mấy cô chú bay thì lúc nào có trả cũng được. sau này bây có việc làm sợ không trả được hay sao? hiền biết cha nói vậy thôi. chứ mấy chú mấy gì thì còn lạ gì. giàu nhưng mà keo lắm. có bao giờ họ cho ai không cái gì đâu. kiểu gì cha cũng phải nói gãy lưỡi. có khi còn phải trả lãi mới mượn được số tiền này. Xong mũi cây cây nhìn cha, gương mặt tươi tắn đi ra sau hè rửa chân mà lòng đau như cắt. Nó thầm thề, thầm hứa, nhất định sau này phải làm thật nhiều tiền để báo hiếu cha, phải cho ông có một cuộc sống thật tốt, bù lại những năm tháng vất vả, bị chính anh em ruột dè biểu, khinh bỉ. Sáng hôm sau, hai cha con đi bộ ra con đường lộ, cách nhà cả cây số, bắt xe lên thành phố, đi dọc đường mà ông hỏi hết cái này đến cái kia sợ con gái quên mang gì đó lên, lại không có mà dùng. Ông hỏi nhiều trên nỗi hiền phải gắt nhẹ. Con mang đủ hết rồi, cho hỏi nhiều quá à. Ông Thanh yên lặng, gương mặt ông hơi trùng xuống. Hiền tự nhiên lại thấy có lỗi khi đáp lại sự yêu thương, lo lắng của cha mình như thế. Nhưng mà lời xin lỗi nó cứ ứ động trong cổ họng, chẳng thể nào nói ra được. Suốt chặng đường còn lại, và lúc đợi xe, cả hai cha con cũng chẳng nói với nhau câu nào. Không lâu sau, chiếc xe khách cũng đến. Hiền bước lên xe cùng cô bạn. Gội đâu vào đấy, nhìn ra cửa sổ vẫy vẫy tay, ra hiệu cho cha ra về. Nhưng ông vẫn đứng đó, ánh mắt nheo nheo lại, hơi đỏ lên. Có vẻ như ông đang cố cầm nước mắt. Nói gì thì nói, đây là lần đầu tiên Hiền đi xa nhà. Ông cũng lo lắng, buộc lòng lắm cảm thấy hụt hẫn như vừa mất thứ gì. Chiếc xe chạy đi, Hiền vẫn cố quái cổ lại nhìn cha, thấy ông vội vàng quay lưng đi, có lẽ đang khóc rồi cũng nên. Tâm lưng hơi gù, mặc chiếc áo rách một mảng sau lưng, làm lũi, quay lại con đường nhỏ trở về nhà. Hiền lên thành phố rất nhanh, tìm được công việc, nó làm phục vụ cho một khoáng ăn. Giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến tận 10 giờ đêm, và cũng thật may Trường đồng ý cho đóng trước một số Số còn lại đóng sau Con bé ra sức làm việc hỏng kiếm tiền trong học phí Và trang trải cuộc sống của mình Sáng đó đi phụ bưng bê cho quán phở từ 4 giờ 9 giờ lại đến quán ăn Người đã vốn gầy Lại càng gầy hơn Cũng vì quá bận Mà chẳng có thời gian về thăm nhà Nhiều lần cha qua giờ dị tư gọi điện thoại lên hỏi thăm hai cha con cũng chỉ được dăm ba câu rồi lại phải cướp máy vội có nhiều lần ông cũng lặn lội từ nhà lên xem con gái ăn ở thế nào mỗi lần như thế là lại mang không biết bao nhiêu là đồ ăn hoa quả hiền đã bảo ông đừng mang nó cũng có ăn được bao nhiêu đâu thế mà ông cũng có nghe đâu lần nào cũng thế lần đầu đưa cha ra bến xe để ông về nhìn ông ngồi trên xe không ngừng vẫy vẫy tay ra hiệu cho mình. Hiện thấy nghẹn trong lòng. Có lẽ cảm giác lúc cha nó tiễn nó đi cũng như vậy. Mất mát, hụt hẫng, bồn chồn. Nhưng rồi, nguồn quay công việc cũng nhanh chóng, làm nó quên đi mọi thứ. Thoát một cái, thời gian đã trôi qua. Đã hơn một năm kể từ ngày lên đây nhập học và làm việc. Tết vừa rồi hiền không về, mà ở lại nhận thêm việc làm. Ông Thanh lên ở lại với con hai ngày Tết rồi về. Số tiền học đã được đóng hết, giảm đi được một phần lo lắng. Nhưng số tiền đó, cha nó chẳng biết đi vay ở đâu gửi lên. Có hỏi thế nào cũng không nói. Hiền làm được bao nhiêu, thì lo vào chi phí cá nhân, cũng chẳng có dư ra một đồng mà gửi được cho cha. Nhân kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 năm đó, Hiền bí mật về không báo trước. Dù mấy hôm trước Ông gọi lên hỏi Và có ý nói ở trên đấy Mà nghỉ ngơi đường về Hiện có cảm giác Cha không muốn cho mình về Nên quyết định Về nhà xe một chuyến Về đến nhà gọi Cha ơi Cha Thanh của con ơi Con về nè Đi từ xa vào nhà Thấy căn nhà khác lạ lắm Nó dường như được sửa lại Ngoài sân còn có bộ bàn ghế đá Đặt dưới tán cây vú sữa mát rượi Trên hiên nhà Có vài chậu hoa treo ở đó Đang nở đẹp lắm Căn nhà dường như có sức sống hơn bao giờ hết Bước đến gần hơn Thấy trong nhà vậy mà Lại có tivi to lắm Còn cái tivi đời cũ Quen thuộc đã chẳng thấy đâu Và cả đồ chơi của trẻ con Nằm ngổn ngang trên đất Hiền bước nhanh hơn Trong lòng hồi hộp khó tả Cha ơi! Cha! Một người phụ nữ lạ mặt, tay bế theo đứa bé, tầm 2-3 tuổi đi ra, hiền khựng lại, trong lòng hẫn một nhịp. Không lẽ cha ở nhà lấy người mới? Sao có thể? Nó mới đi một năm, còn đứa bé kia phải 2-3 tuổi rồi. Không lẽ cha có người mới từ lâu, không dám đưa về nhà, sợ nó buồn không học được? Giờ mình đi mới đưa người ta về Chị mới nghĩ đến đây thôi Mà thấy giận trong người Người phụ nữ lên tiếng hỏi Em tìm ai? Em tìm cha em Chị là ai? Sao lại ở trong nhà em? Người phụ nữ đó Có vẻ ngơ ra vài giây À Em tìm chú Thanh hả? Chú bán cái nhà này cho chị lâu rồi cưng Cậu nói như sét đánh ngang tay Bán? Bán, bán rồi ý hả? À? Đúng rồi, ông bán cho chị được gần năm rồi á. Hiền cố bình tĩnh. Thế, thế giờ cha em ở đâu hả? À? Chị không có biết, em đi hỏi ai coi. Hiền cảm ơn Rồi vội vàng quay người rời đi Chạy qua nhà dì Tư hỏi Vì cha hay qua đó Gọi nhờ điện thoại Quả nhiên dì Tư biết Dì chỉ đường Hiền cứ thế mong lung đi theo Đi đến tận cuối cái xóm này Phía sau bụi đước nhỏ Sát với con sông Nơi không ai ở Thì một cái chợ nhỏ thấp thoáng Cây chòi chỉ được căng lên Bằng mấy tấm bạc rách Căng từ cây này qua cây kia cắm cây cọc tre ở giữa Xung quanh thì chắp vá bằng những cái bao Mấy miếng tôn Trông còn tồi tàn hơn cả cái chuồng vịt Bước vào trong Chỉ có cái giường mục nát được kê lại Kệ thêm mấy viên đá Chỗ cái chân bị gãy Trên đó Quần áo Chăn mạng để thành đống ở cuối giường Giữa trời có ba viên đá quay lại Làm bếp Bát đũa Nồi nấu chưa rửa Để ngủ ngang bên trong có tí rau xanh và vài sợ mì sót lại. Còn lại đâu đâu cũng thấy chai nhựa, bị cắt tông để ngổn ngang. Nhìn đến đâu, nước mắt hiện rơi đến đó. Thì ra, số tiền đóng học và số tiền dư để cho nó trang trải là do cha nó bán nhà mà có. Có lẽ bán đi trả nợ xong và gửi cho con gái cũng chẳng còn gì để lo cho bản thân. Đúng lúc đó Tiếng bước chân dẫm trên lá khô phát ra tiếng Cả đám cỏ dại bị quệt vào Cũng sào sạc theo Kèm theo đó là tiếng len ken Lọc cọc của chai nhựa lon sắt Va vào dao Hiền đi ra xem Đúng như nó nghĩ Là cha nó về Ông gầy lắm Cơ thể cảm tưởng chỉ còn da bọc lấy bộ xương khô Hai hóc mắt trũng sâu Da trùng nhăn nhấm Làm đôi mắt hiếp lại mờ trục má gầy hóp vào sương coi xanh nhô lên quần áo rách thủng lỗ chỗ dính đầy bùn đất đôi chân trần đen nhễm chai sần có chỗ vài ba vết trầy trên vai ông là cái quan gánh phía trước phía sau hai cái bao lớn treo ở đó đựng đầy vé chai ông thanh đứng hình khi nhìn thấy con gái về đột ngột hiện thì đứng đó mắt lệ tràn như thác đổ Sao? Sao cha lại bán nhà? Con không học nữa, con không học nữa. Con lên trường, con đòi lại tiền, cha mua lại nhà đi. Con với cha đi làm, đủ ăn sống qua ngày mà. Hiện toàn chạy đi, thì bị ông Thanh ném cái gánh xuống, tấm lấy tay con gái. Không được, bay không được làm như thế. Cha ở đây tốt mà, gần sông gió mát. Ở có một mình, ăn thì nhiều, chứ ở đáng bao nhiêu bay không được làm bậy nghe chưa Ở đây mà cha nói tốt Mũi nó kêu đến trần trời khen cha đi lúc nào không hay Điện không có Và gió thổi là bay Mà cha nói tốt Con không tin Con không tin Cha nói tốt là tốt Bây thương cha Thì học cho giỏi Sau này mua nhà cho cha Không được vì ba cái này á Mà bỏ học nghe chưa Như vậy á Công cha bay đổ sông đổ bể hết hả? Hiền lao vào, ôm lấy cha mà khóc. Ôm lấy tâm lưng gậy, chẳng còn tí thịt nào. Mùi hôi của rác thải bám trên người cha nó, như nhát dao cứa vào tim hiện, rỉ máu. Đúng là công ơn cha mẹ, biết trời biển nào mà đông nổi, mà kể xiết. Hiền giúp cha dọn lại chỗ ở, rửa chén giặt đồ, đi chợ nấu cơm. Đã lâu lắm rồi hai cha con mới ngồi ăn chung với nhau. Tuy nhà chẳng có đồ ăn, cũng chẳng có gì, nhưng như thế cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Chiều hôm đó, ông Thanh tiễn Hiền lên xe về lại thành phố. Ông nói nó cứ yên tâm mà học hành, ở nhà ông tự lo được cho mình. Khi đi, Hiền khóc nhiều lắm, hứa rằng sẽ lên tìm việc rồi đưa ông lên. Đền đó làm bảo vệ cho nhàng Chứ không ở quê nữa Hiện lên đến nơi Là lao đầu tìm nhà trọ mới Vì hiện bây giờ vẫn đang ở ghép cùng với cô bạn Giờ muốn cha lên ở cùng Buộc phải tìm nhà trọ mới Nhưng tìm đến cả tuần trời Cả nhà lẫn việc đều không có Hôm đó cha hiện gọi lên Nói ông sống ở quê rất tốt Ông cũng không muốn lên thành phố chật hẹp Bởi ông sống ở quê quen rồi lên thành phố đông đúc chật chội ông không thích nghi được hiền có nói thế nào ông cũng không đồng ý lên đây sống cùng ông nói nếu thương ông á thì học cho giỏi kiếm thật nhiều tiền mua lại cái nhà cũ cho ông dưỡng già thế là đủ rồi thời gian thoát một cái mà đã mấy năm trôi qua hiền bây giờ đang ở một nơi rất xa trong một căn phòng trọ khang trang sạch sẽ Hiện nhất điện thoại gọi về cho cha Ông Thành trong bộ quần áo tươm tất Sống trong căn nhà cũ của mình Cha ăn cơm chưa cha Con mới gửi tiền về Mai cha nói gì tư đưa cha lên ngân hàng rút nha Ông Thành cười tươi Nhìn đứa con gái Hai cha con lại bắt đầu với những câu chuyện thường ngày Cách đây hơn năm Hiền ra trường có xin vào làm Tại một công ty Đúng thời điểm đó Công ty có đưa người đi qua công ty mẹ học hỏi và đào tạo thêm hiền may mắn được chọn qua đó hiền vẫn giống như lúc ở trong nước ngoài giờ làm việc thì tìm thêm đủ công việc hồng kiếm thêm thu nhập gửi về cuối cùng cũng dồn đủ tiền để mua lại căn nhà trước đây điều đó lại càng khiến cho hiền cố gắng hơn muốn đền đáp cho cha mình cuộc sống đủ đầy nhìn ông trong bộ quần áo lành lặn không còn những vết trách hiền cảm thấy vui lắm nhưng cuộc sống hạnh phúc chẳng được bao lâu Ông trời luôn muốn triêu ngươi chúng ta như vậy Sáng hôm sau Hiện đang làm việc Thì nhận được điện thoại của dì Tư Cảm thấy lạ Vì bây giờ nếu tính theo giờ Việt Nam Thì mới 6 giờ sáng Có chuyện gì mà dì lại gọi sớm thế Alo Con nghe gì Hiền, Hiền ơi Vậy liền con ơi Cha bay mất rồi Ta hiện ù đi như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Sao có thể? Mới hôm qua vẫn còn đối chuyện với cha. Hôm nay nói ông mất rồi là sao? Dì, dì nói cái gì cơ? Dì nói đùa con đúng không? Trời ơi, đùa cái gì? Chứ cái này sao dì dám đùa? Cha bay mới được người ta phát hiện. Chết ngoài sông kìa. Xem về liền đi con. Dì Tư vừa nói vừa khóc. Giống như đang nói đùa hiền ngã ngồi xuống đất nước mắt rơi lã chả mặt cổ họng cứ nghẹn ứ lại như thể bị ai đó bóp nghẹt sau khi được đồng nghiệp đỡ dậy trấn an hiền mới chạy đi xin nghỉ rồi đặt vé ngay lập tức về nước chiều tối ngày hôm sau hiền cuối cùng cũng đã về đến đầu trường vào nhà Dị tư đứng đó đợi sẵn từ bao giờ nhìn thấy hiền dì lao lại ôm lấy khóc nấc lên đỡ lấy vali đồ rồi dắt nó về về đến căn nhà cũ tất cả đều không có gì thay đổi vẫn như khi xưa lúc còn ở nhà anh đèn sáng trắng được thắp sáng ra đến tận đầu ngõ bóng người bên trong đi ra đi vào tiếng kèn tiếng trống lâu lâu lại vang lên e é, é nghe đến não lòng bước chân hiện lúc này rung lên và bước nhanh hơn rời tay đang ôm vai của dị tư hiện chạy vào trong nhà chiếc quan tài đỏ quạch nằm đó hương nên lập lợ, cháy phản phất khói sương vải trắng trâu quanh nhà vải vàng trải bàn đặt di ảnh nắp quan đã được đậy lại hiệt lao đến đẩy nắp quan ra miệng gào lên không không đây không phải là sự thật cha cha dậy đi cha dậy nhìn con đi con không muốn làm trẻ mồ côi đâu cha dậy đi mọi người lao vào kéo hiền ra mấy người họ hàng khuyên can để ông yên nghĩ đi con đừng để ông không nhắm mắt con những câu nói ấy nó rơi vào tai hiền tất cả mọi thứ trong đầu bây giờ là phải gọi cho cha dậy hiền không thể chấp nhận nổi cha lại có thể dễ dàng rời bỏ mình như thế buông con ra buông con ra con muốn nhìn thấy cha con buông con ra mấy ông đàn ông thấy vậy một ông lên tiếng con bình tĩnh lại đi rồi chú mở nắp quan ổng cho con nhìn mặt lần cuối hiền tôi la hét dằn co với mấy người phía sau tiếng nấc nghẹn cũng được ém lại mấy ông thấy vậy thì nhìn nhau ra hiệu chiếc nắp vẫn chưa được đóng đinh cốt là để chờ hiền về cho được nhìn mặt cha lần cuối chiếc nắp quan từ từ được mở ra bên trong bốc lên cái mùi ngai ngái rất khó tả dù đã đổ dầu thơm và tháo mọc vào hiền lặng người nín thở nhìn thấy cha còm cõi được quấn trong lớp vải niệm trắng để lộ gương mặt trắng như sáp đôi mắt mở trừng trừng kéo mặt trắng mọi người ai nấy trông thấy đều lùi dạ hết ra sao vì sợ hãi một bà nói rõ ràng lúc đưa về dơi lúc niệm là mắt nhắm cơ mà sao bây giờ lại mở thế kia Mấy người khác cũng bàn tán, đồng tình với câu nói vừa rồi. Hiện nhìn thấy cũng có chút sợ, dù đó là cha mình, nhưng trong bộ dáng này thì ai mà không sợ cơ chứ. Vài giây qua đi, Hiện lấy lại bình tĩnh, nỗi sợ cũng tan biến. Tiến lại gần, quỳ thập xuống, tay bám vào thành quan cúi đầu nhìn vào trong. Nước mắt bớt giác rơi xuống mặt ông Thanh, đồng thời tự khóe mắt và tai. Dòng máu đen đặc rỉ ra. Mấy người hốt hoảng chạy lùi ra xa Vì họ sợ nhập tràn Nó bật dậy, nó cắn Chứ người rõ ràng lúc đưa về không sao Giờ tự nhiên trợn mắt, chảy máu Hiện không sợ Nó cho rằng vì cha nhìn thấy mình về Nên mới thế Đây là ông đang khóc Khi nhìn thấy con Cha, cha Con gái bất hiếu về đây rồi Mọi người chỉ biết nín thở đứng nhìn Thấy không có gì xảy ra thì cũng buông xuống nỗi sợ trong lòng nước mắt cũng bất giác rơi theo hiền lấy khăn lau máu trên mắt trên tay rồi lấy tay vuốt mắt quả nhiên đôi mắt nhắm lại không còn trợn lên nữa giờ ai cũng tin là vì ông thanh thương nhớ con gái thấy con về ông mừng quá nên thế nắp quan sau đó cũng được đóng lại hiền mặc bộ tang trắng đội nón khăn xô ngồi phụ phục bên quan tài có ai vào thắp hương thì bái tạ Bây giờ dì Tư mới ngồi kể lại Bà ngồi tựa mình vào vách nhà Thở dài nói Cha con Ông ấy dù có tiền con gửi về Cũng không nỡ lấy tiêu một đồng Con gửi về bao nhiêu Ông đều gửi vào số tiết kiệm Nói sau này làm của hồi môn cho con Còn bản thân ông á, Thì vẫn đi nhặt vê liệu Giờ đi dân cá sống qua ngày Đêm hôm đó chắc đi gỡ cá trong gió, ngã lộn xuống cái mương chết đuối. Sáng hôm sau, người ta ra động, trông thấy, mới tri hô lên, dì mới biết. Hay. Dì tư thở dài, dừng lại dây lát, như kìm lại nỗi buồn, đang dâng lên sắp khóc, làm lời nói cũng bị nghẹn theo. Qua vài phút, dì tiếp. Dì nói ông bao nhiêu lần rồi, con mà biết á là con la đó, mà ông đâu có nghe nói là ông ăn đáng bao nhiêu đâu với lại đi như vậy cho khỏe người hiền thắc mắc cha con chết chính quyền có xuống khám nghiệm tử thi không gì có họ xuống kiểm tra xong á thì cho thấy không có dấu hiệu của án giết người á thì cho đưa xác về họ nói cho con chết đuối mà sao mặt cha con không bị trương phình lên như mấy người đuối nước khác hiền nghi ngờ hỏi vì nơi đó sống là miền sông nước, những vụ đuối nước không phải là hiếm. Và tất nhiên, Hiền cũng đã từng chứng kiến người ta vớt xác lên. Những cái xác đó, da thịt căng lên như trái bóng, trăng bụng trăng beo. Nhưng cha Hiền không khác gì khi sống là mấy. Dị tư ngồi bên suy nghĩ lời Hiền nói, thấy cũng có lý. Lúc ra đưa xác cha Hiền về, thấy người ướt sũng, còn lại không giống là chết đuối. Nhưng pháp y kiểm tra nói trên người không có vết thương nào và nói là bị trúng gió ngất xỉu, rơi xuống nước. Bà nghĩ nghĩ rồi giải thích. Có thể là cha con bị trúng gió chết xong rồi mới rơi xuống nước. Mà ông đi gỡ cá tầm hơn 3 giờ thì 5 giờ người ta phát hiện rồi. Có thể vừa chết không lâu nên nó chưa trương lên. Cũng may là con sông đó nó nhỏ, nước cũng trong, người ta mới trông thấy. Chứ để hôm sau nổi lên Chắc cũng trương y như mấy cái xác chết trôi khác à Câu giải thích của dì Tư hợp lý Nên hiện cũng không nói gì thêm Ngồi đó nhìn tâm di ảnh cha đang cười Một nụ cười méo mó Hệt như đang khóc vậy Đêm đó Sau hai ngày mệt mỏi Không ăn không ngủ Vì từ khi nhận được tin Nó như ngồi trên đống lửa Làm gì còn tâm trạng Hiền mơ màng dựa vào dì tư ngủ tiếp đi Vừa chìm vào giấc ngủ Hiền đã mơ thấy cha Ông Thanh bị bẩm lội dưới nước Mãi không lên được Ông kêu lên Con gái cứu cha Cứu cha với Lạnh lắm Có ai giữ cha lại ấy Cha không lên được Hiền nhận ra Đó là cái sông cách nhà không xa Nước ở đó chỉ tầm ngang ngực Ông Thành cứ đứng đó đưa tay lên Gương mặt xám như tro bếp đau khổ nhìn hiện không ngừng cầu cứu hiện hoảng hốt chạy đến nằm bò trên bờ nhoại người vươn tay muốn nắm lấy tay cha kéo lên Giờ khi cánh tay hiện chỉ còn cách cha một chút thì có một bàn tay khác từ dưới nước vươn ra cầm lấy tay hiện đôi mạnh xuống hiền chơi với tay túm được cái cây nhỏ đó ghì mình để lại không bị rơi xuống ầm ừ một tiếng có cái đầu nhô lên khỏi mặt nước nhìn thấy cái đầu đó hiện hét lên rồi giật mình tỉnh dậy. Dì Tư thấy Hiền giật lên, mặt sợ hãi thì hỏi. Sao thế con? Hiền thở ra một hơi. Dạ không sao, con mơ ấy mà. Nhìn sân nhà trống trơn không còn ai. Chỉ còn lại mấy dì và hai chú điều ở trong này. Người ngủ, người thức lướt điện thoại. Tiến lại đốt một cây hương cắm vào lư vì mấy cây bên trong cháy gần hết nhớ lại giấc mơ khi nãy mà vẫn còn sợ. Nhưng mơ thì nó cũng chỉ là mơ thôi, nên rất nhanh Hiền đã quên. Sáng ngày hôm sau, đúng 8 giờ sáng, quan tài của ông Thanh được đưa ra khu mã của xã để chôn cất. Lúc ra đến huyệt thì thấy mấy người bên dưới đang ra sức múc nước bên dưới hất lên. Kể cũng lạ, khu mã này nằm cũng cao, hiếm khi huyệt đào ra mà có nước ứ bên trong lắm. Thế mà cái huyệt của ông Thanh, sáng nay người ta làm công tác chuẩn bị thì thấy nước ngập đến miệng. Thành ra phải về mang xô chậu ra đây tát nước lên. Mấy người hì hục làm đến giờ vẫn còn đến nửa huyệt nước. chu trưởng thấy thế thì nói mấy người đi lên. Cứ cho quang xuống lấp đất lại thì nó cũng ngắm hết vào đất ấy mà. Chưa tác đến bao giờ rồi lại bỏ qua giờ lành. Thay chu trưởng nói có lý Mọi người vội vã trèo lên Có một ông trong đám thợ Lúc trèo lên thì chân tựa phải cái gì Xong trượt ngã xuống dưới Vùng vẫy mãi không đứng lên được Người ta còn thấy máu đỏ loang ra dưới nước Mấy người khác vội dậy xuống kéo ông lên Thấy ở chân ông có vết rách Như là đạp vào mảnh sành Bị rách ra vậy Nó vẫn còn đang chảy máu rộng rộng Mọi người vội cầm máu Rồi đưa ông đi bệnh viện khử trùng Khâu vết thương đam người rất nhanh lấy lại bình tĩnh tiếp tục công việc chôn cất theo tiên lệnh của đội khiên quan chiếc quan tài đỏ quạch giật được hạ xuống nước cũng dâng lên theo độ chìm của quan tài khi chiếc quan tài gặp qua quá nữa thì nó không chìm nữa nó cứ nổi dập dềnh mãi không chịu chìm người bên trên rút dây rút cọc đứng dịnh cái quan tài cứ thế lên lên như thuyền trôi trên sông ai cũng khó hiểu nhưng rồi cũng nhanh có câu trả lời Thứ nhất, vì quan tài bằng gỗ. Thứ hai, bên trong khi nén không thoát ra, làm sao mà chìm được. Chu trưởng nói mấy người dùng cây nhấn quang xuống, số còn lại thì dùng sẹn hớt đất, như thế mong chôn được. Hiện thấy cảnh này mà khóc ngất, nghĩ đến cảnh cha mình nằm bên trong, bị nước tràn vào, rồi bị đất bụi phủ xuống, nằm lạnh lẽo ở đây thì không chấp nhận được. Cứ gạo khóc, nhạo xuống huyệt, muốn đưa cha về Không, không chốt nữa Hãy đưa cha cháu về nhà đi Đưa cha cháu về, không chôn, không nằm đây nữa Bà bốn người phải nhảy vào, lôi hiện ra Sức còn bé mấy hôm nay yếu đi hẳn Nhưng vẫn cố vùng vẫy Muốn lao lên kéo quan tài cha lại Mấy bà dặn co mà gã ra cả đất Rồi nằm đè lên hiền Ghi lại cho người ta làm Cho đến khi năm mộ vô cao Đất được nền chặt thì mới buông hiện ra Nhìn năm mộ cha mới đắp Hiện đau khổ ngất liệm ngay sau đó Không biết Hiện bớt tỉnh qua bao lâu Lúc tỉnh lại thay trời đã tối Hiện ngơ ngác ngồi dậy Rồi nhớ đến cha Lại muốn chạy ra khu mã Dì Tư giữ tay hiền lại mà nói Ông được giải thoát rồi Sống khổ cực như thế Giờ ông được ngủ yên rồi Để ông được an nghỉ đi con Bày để ông nghỉ đi chứ sống như vậy quá đủ khổ rồi. Vừa nói gì Tư vừa khóc, khiến cho Hiền sững lại một nhịp, dòng suy nghĩ trong đầu chảy qua. Đúng, dì nói đúng, cha đã khổ cả một đời với nó. Giờ đạo cha lên, muốn ông chịu khổ tiếp sao? Chi bằng để ông nằm đó, y nghĩ, ngủ một giấc ngàn thu. Hiền khủy xuống, hai dì cháu ôm nhau mặt khóc. Còn nỗi đau nào hơn là nỗi đau mất cha mất mẹ Mất đi người mình yêu thương nhất Mấy ngày sau Hiền vẫn ở nhà Ngày nào cũng ra mộ ngồi đó thắp hương Nói chuyện với cha Rồi mở chú đầy bi Trên chiếc đài nhỏ đặt trên mộ Với mong muốn cha sớm được siêu thoát Tối hôm đó Hiền đang lướt điện thoại Vô tình ở một đề xuất Có một cây tựa để rất cuốn cách gặp được người thân đã mất tiêu đề đó như gõ vào tim khiến cho hiền ngay lập tức nhấn vào ghe trong đoạn radio có một câu chuyện lạ bạn nữ mất cha và đã gặp được cha mình bằng cách gọi ông về cách thức như sau đó là lấy một cái áo người đã mất yêu thích hoặc là cái áo người mất từng mặt nhiều lần đem đến đốt ba cây nến trắng trước di ảnh rải bột mì từ ngoài cổng vào cửa cửa cùng với cổng phải mở toang dùng chiếc áo phủ lên mặt nằm chỗ người đã mất từng nằm lên cuối đoạn radio bạn kia khẳng định mình đã gặp được người thân của mình còn chưa nghe hết ta hiền ù đi không muốn nghe thêm gì nữa hoặc có thể những thứ sau đó không còn quan trọng sau khi nghe xong trong ngực hiền đánh liên hồi mà không rõ nguyên do bất giác hiền muốn làm theo muốn gặp được cha nói lời xin lỗi con gái bất hiếu không ở cạnh cha lúc tuổi già nghĩ là làm nó đứng dậy chạy vào bên trong rất nhanh đã tìm được cái áo cha hay mặc chạy xe ra chợ mua thêm túi bột mì về chuẩn bị thêm vài thứ nhìn lại thấy đã đủ hiện dịnh lên đồng hồ mới hơn 7 giờ tối đốt lên ba nén hương cắm lên bàn thờ hiện nhìn tấm di ảnh của cha mà nói cha đêm nay cha về nha cha cho con gặp cha lần cuối nha chắp tay vái bà vái rồi đi ra ngoài hiên ngồi từng cơn gió vẫn làm những tàu lá chuối phất qua phất lại như vậy cảnh vật không thay đổi nhưng người mới đó nay còn đâu chờ đợi cuối cùng cũng gần đến giờ hiền chạy ra mở toang canh cổng chạy vào thắp ba cây nến trắng trên bàn thờ đèn điện tắt hết rải bột mì từ ngoài cổng vào tận cửa nhà. Làm xong hết thảy, hiện nằm trên chiếc giường cha hay nằm. Đáng ra, nó phải được mang ra sông bỏ. Nhưng công việc mấy hôm nay lu bu vẫn chưa có thời gian làm. Nhưng đó lại là may mắn với hiện. Vì nếu bỏ đi, thì không có thứ cha từng nằm để thực hiện nghi thức này. Nằm trên giường, lấy chiếc áo sơ mi cũ phủ trên mặt. Vải áo mỏng, nên lại dù có phủ lên, thì qua lớp áo hiện vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ mờ mờ. Nằm đó, nghe tiếng đồng hồ từng giây, từng giây tích tắc trôi qua. Trong ngực cũng rộn ràng theo từng giây ấy, hơi thở dồn dập, hồi hộp chờ đợi. Tiếng đinh đông của chiếc đồng hồ vang lên, đi 12 giờ đêm. Lúc này càng khiến cho nó hồi hộp hơn. Từng âm thanh nhỏ nhớt bên ngoài, cũng khiến hiện chăm chú lắng nghe. Tiếng ếch nhái, tiếng dây mèn lâu lâu lại réo lên bản nhạc hòa tấu khiến hiền cao mày hiền sợ rằng chúng nó làm ác đi tiếng cha về nhưng mà không hiểu sao bây giờ lại có chút sợ nói gì thì nói dù là cha thì bây giờ cũng là ma yêu thương nhiều thế nào đi chăng nữa cũng phải sợ chứ nếu nói không sợ thì chính là nói dối rồi kim đồng hồ vẫn nhích từng chút một thời gian mỗi lúc một trôi qua mà vẫn không có bất cứ điều gì xảy ra hiện tự mình cười đúng là khờ khảo mà nếu như mà dễ như thế thì đâu cần thầy bà để làm gì một câu chuyện câu view trên youtube như thế mà mình cũng tin được hiền vẫn cứ nằm đó không bỏ chiếc áo xuống mà từ từ chìm vào trong giấc ngủ ta ngủ ngon bỗng bên tai vang đến âm thanh lạ là tiếng bước chân hiền mơ màng Nghe thấy rồi tỉnh hẳn Nín thở lắng tai nghe Đúng là tiếng bước chân Âm thanh trong đêm tối Nó rõ hơn bao giờ hết Trời mấy hôm nay Có cơn mưa rào bớt chợt đổ xuống Cộng thêm việc nhiều người đi lại Nó khiến cho sân nhà hiện Bám dậy một lớp bùn đất Thành ra Nếu ai đó đi đâu chân trần Dẫm lên Bước đi nó phát ra tiếng nhem nhép Cha Là cha về Hiền mừng quýnh nói thầm trong lòng, tim lại đập lên, lắng nghe mọi âm thanh bên ngoài. Ba cây nến vẫn cháy bập bùng, chiếu sáng cả căn nhà trong ánh sáng vàng yếu ớt. Có lẽ Hiền mới thiếp đi không lâu. Tiên bước chân càng lúc càng gần, cho đến khi dừng lại trước cửa nhà. Trong đầu Hiền bớt giác, lại chạy qua dòng suy nghĩ khiến Hiền sợ hãi. Trong đoạn radio kia không có nói là người thân vị, có phát ra âm thanh gì? Nhưng đây. Hiền lại nghe rõ mồn một tiếng bước chân. Có khi nào không phải là cha, mà là người. Kẻ đó thấy cổng nhà mở cửa, nên đi vào. Nếu là thế thật thì nguy to, một thân một mình là con gái. Quanh đây, nhà cũng cách xa nhau. Nó nhảy vào, nó bịt miệng, thì có mà chạy hoặc kêu cứu làm sao. Nghĩ đến đây, bất giác hiền rung lên, rồi một cơn gió lạnh buốt thổi vào. Nó lạnh lắm, lạnh như là hơi nước đá phả vào vậy tiếng bước chân dừng thay vào đó là tiếng nước chảy nó là âm thanh của vật nào đó nhúng vào nước sau đó nhấc lên nhỏ xuống nền nhà tí tách tí tách từng giọt từng giọt kèm theo đó là tiếng khọ khè gừ gừ như của con mèo cái cái gì vậy hiền run rẩy nói thầm trong miệng bây giờ nó cảm thấy sợ rất sợ nó hối hận vì chơi cái trò dại dột này Giờ đây Kẻ đứng ngoài kia không rõ là cha Hay là trộm Cũng có thể một con yêu râu xanh nào đó thì sao Từng ngụm nước bọt trong mồm khô khốc Được nuốt xuống Phát ra tiếng vang lên bên tai Lại một cơn gió khác Thổi vào Khiến ba ngọn nến bị thổi tắt hai Chỉ còn lại một Lúc này đây thì không nhịn nổi nữa Chồm chạy nhẹ nhàng Và nhanh chóng nhất có thể lấy cái áo trên mặt xuống Bây giờ không thể chạy ra ngoài Bởi kẻ đó đang đứng trước mặt Hiệt nằm xuống Lăn vào trong gầm giường Trái tim bây giờ như đang mở hội Đập liên hồi Làm toàn thân hiện rung lên vì sợ Tiếng bước chân lại phát ra Nó không phải là tiếng cồm cộp Mà là tiếng chớp nháp Của chân trần dính bùn lầy Từng bước Từng bước tiến vào bên trong Hơi thở hiện cũng mỗi lúc Một gấp gáp hơn theo mỗi nhịp bước đó nhìn qua gầm ra bên ngoài chị có thể thấy từ đầu gối hất xuống một đôi chân đen đúa bẩn thỉu nó còn kiển lên như dò giảm thần trọng từng bước khi đến giữa nhà nó dừng lại cơ hội như đang quan sát xem có ai ở trong nhà hay không hiệt sợ đến ti buông nhảy ra ngoài lấy cái áo của cha đưa lên miệng cắn chặt có lẽ đó là cách khiến nó đỡ sợ Và tránh phát ra tiếng Rồi bàn chân kia lại bắt đầu di chuyển Nó như thể Xác định được trong nhà không có người Nên là không nhẹ nhàng Nhón chân đi nữa Tiên thẳng đến bàn thờ Đốt sáng hai cây nến vừa tắt Rồi đóng cửa chính lại Hiện nuốt từng ngụm nước bọt Mắt trợn lớn Theo dõi từng bước chân Nó không biết kẻ kia là ai Và tại sao lại vào nhà nó lúc này Nhẹ nhàng trường người về phía trước hơn một chút để có thể quan sát kỹ hơn Bớt cẩn đầu hiền nhô hơi cao đập vào dáng giường cọp một tiếng kẻ kia đang di chuyển đứng khựng lại âm thanh vừa rồi không lớn lắm nhưng có vẻ hắn rất cảnh giác nên đã nghe thấy cũng phải thôi đêm hôm yên tĩnh như thế này tiếng dế kêu rả rít bên ngoài còn nghe thấy rõ nữa là chết rồi hiền nói thầm trong miệng nhắm mắt cầu khẩn nó không phát hiện ra mình. Đúng lúc ấy, mấy con chuột trên mái nhà đuổi nhau chí chóe. Kẻ kia thở ra một hơi, như nghĩ, chắc đó là chuột. Hiền cũng mở mắt, thầm cảm ơn mấy con chuột. Lúc này đây, có thể nhìn thấy tên kia là một kẻ hoàn toàn xa lạ. Mặt tuy không nhìn rõ, nhưng mà vóc dáng này khẳng định là một người hiền không quen. Thân hình kẻ kia nhỏ thó, chỉ cao tầm mét sáu đổ lại, vai hơi gù, người gầy, da đen và đó là một người đàn ông. Trên đầu đội cái mũ phớt, bệt khẩu trang đen nên nhân diện hiện không trông thấy. Hắn ta mắt cứ giáo giác giữa anh nên lập lệ của ba ngọn như đang nhảy múa trên bàn thờ. Đôi mắt đó dù có hiếp nhưng nó cũng như phát sáng. Trong đó toát lên một vẻ thâm độc rất khó tả. Hắn ta bắt đầu lục tìm, tiến đến trường sắt, mở ra bới tung đống đồ bên trong rồi lại những bộ quần áo cũng bị lôi ra móc từng túi áo túi quần hắn ta như thể đang tìm kiếm thứ gì đó chứ không đơn giản là trộm cướp bởi nếu là trộm cướp thì phải nhắm vào hộp tủ đồ giá trị chứ làm sao lại môi móc từng kẻ nhỏ dòm ngó từng khe kẹp như thế kia không lẽ hiện nhớ đến cái chết kỳ lạ của cha chết đuối nhưng cơ thể lại không giống chết đuối chút nào không lẽ có liên quan đến tên này Nhưng bây giờ phải làm sao Điện thoại ban đẩy chui xuống đây Không cầm xuống Mà quanh đây làm gì có hàng xóm Một thân một mình lại còn là con gái nữa Phải làm sao bây giờ Tên kia vẫn mãi mê tìm kiếm Hăng lục tung căn nhà Đôi mắt càng lúc càng trở nên giận dữ Bên ngoài trời Bỗng một tia sét Rạch ngang màn đêm đen Kèm theo đó là tiếng sấm rền Đến đinh tai, nhức ốc kẻ kia giật mình đánh thót hắn nhìn ra cửa chính rồi lại nhìn lên ban thờ Vì ảnh cha hiền vẫn ở đó lạnh đẽo dưới ánh lửa bập bùng và mùi hương nhang mới tắt vẫn còn phản phất kẻ kia dường như hắn sợ cũng phải thôi trong cái khung cảnh điều hiu vắng lặng lại còn có người mới chết nơi không sợ chính là nói điêu hắn gia tăng tốc độ lục tìm nhanh hơn nhưng không tìm được thứ mình muốn Hắn tức giận chửi thề một câu Còn mẹ nó chứ Đâu rồi Hắn tìm được bóp của Hiền Và cả số phong bị dân làng phúng viếng Tiện đưa ông Thanh Hắn nhét tất cả vào túi Lắm lét nhìn gan ngó dọc mãi không thôi Đột nhiên rút ra hình và chứng minh của Hiền Nhìn một lát Rồi hắn ném xuống đất Mở cửa chạy biến ra ngoài Hiền bây giờ mới thở ra một hơi Cô vội chui ra khỏi gầm giường Chọp lấy cái điện thoại bàn tay run rẩy mãi không dấn mật khẩu trúng để mở hơi thở gấp rút đến độ nghe như người vừa chạy marathon đường dài nhận thấy ở trong nhà không an toàn Hiện vội vàng dòm ra bên ngoài khi chắc chắn không thấy tên kia nó mới chạy đường vòng chứ không theo đường chính nhắm hướng nhà dì tư lao đi con đường trơn trượt lâu lâu lại khiến hiện nằm sóng xoài ra đất bất cứ tiếng động nào cũng làm hiện sợ đến thoát tim chó nhà nào nghe tiếng động cứ chu lên từng hồi Càng làm cho không cảnh đêm tối Thêm đáng sợ Hiện không dám bật đèn Sợ rằng kẻ kia biết đâu Vẫn lẫn quẩn quanh đây Nó thấy được thì có mà chết Đoạn đường hơn cây số Mà sau đêm nay Nó lại dài đến vậy Càng chạy càng thấy xa xăm Chạy mãi cuối cùng cũng tới nơi Dịch ngôi nhà thấp thoáng phía xa Anh đèn sáng trắng Làm tim hiện mừng quýnh Mấy con chó thấy có động Chạy ra sủa lên ông ổng Chúng bao vây lấy hiền Người thủ thế Như muốn găm hàm răng sắc nhọn vào da thịt mà cắn xé Đến lúc này đây Không thể chịu được nữa Nó khóc hòa Dì Tư, dì Tư ơi, cứu con Tiếng bậy chó sủa Cộng với tiếng khóc nháo Rất nhanh trong nhà Phòng khách được bật sáng Một người mở cửa đi ra Hiền reo lên Chú Tư, chú tư ơi cứu con chú chạy ra quát bầy chó vì nhận ra đó là giọng cháu gái dì tư cũng ra ngay sau đó ánh mắt ngạc nhiên khi thấy cháu mình mặc sợ tái dại cả đi người lấm lên bụng đất thì cũng nhào đến ôm dì giọng hoảng hốt dì ơi có trộm trộm vào nhà cháu chú tư đứng bên thốt lên cái gì trộm thế nào đâu rồi còn đó không nhanh đi về bên đấy xem thế nào Chú Toàn chạy vào trong Lái xe thì Hiền ngăn lại Chú, nó đi rồi Vào nhà đi con kể cho Mai đi báo công an sao Chú từ quá Mai cái gì mà mai Báo liền cho họ xuống còn điều tra Lại còn mai Không chờ Hiền nói gì thêm Chú chạy vào trong lấy xe Ba người chở nhau lên trụ sở công an Phải mất rất lâu Mới có thể trình báo xong Và mấy anh công an cũng nhanh chóng xuống hiện trường nhìn căn nhà vết chân để lại thì đúng là một vụ trộm cắp tài sản ban nãy lấy lời khai hiền sợ quá mà quên mất mấy chi tiết quan trọng giờ nghe anh công an kết luận là trộm cắp tài sản thì lên tiếng hình như nó còn muốn tìm thứ gì khác không đơn giản là trộm cắp đâu ạ à? cháu thấy nó tìm thấy tiền rồi nhật đếm qua một bên rồi đi lục từng túi áo nhất là áo của cha cháu câu nói khiến các anh công an phải trầm ngâm suy nghĩ, nếu quả đúng là như vậy thì chuyện này không bình thường. Cả ngày hôm đó, hàng xóm láng giềng nghe tin, biết trong con xóm nhỏ bao nhiêu năm yên bình bỗng bị mất trộm thì kéo đến đông lắm, người ta tò mò một thì lại nhiều chuyện mười, muốn mình có tin tức nhanh nhất, chính xác nhất, mai còn ngồi đê buôn chuyện. Một ngày mệt mỏi cứ thế lại trôi qua, không có gì tiến triển. Tối đó Hiện không dám ngủ ở nhà Sợ rằng kẻ kia lại tìm đến Thì không biết mình có may mắn như hôm qua không Tối đó ngồi ăn cơm Gương mặt suy tư mãi không hết nửa chén Chú dì tư Hình như cũng có gì đó lạ lắm Liên tục hỏi hiện Bao giờ qua lại bên kia làm việc Rồi nói hiện cứ đi đi Ở đây có chú Dì không phải lo đâu Hiện cũng chỉ nghĩ đơn giản Đó là chú gì lo cho mình nên mới thế ẩm ừ vân dạ đợi dỗ tuần đầu xong sẽ đi thời gian lại cứ thế mà vô tình trôi qua chẳng có chuyện gì xảy ra trong những ngày kế tiếp bên công an cũng không có manh mối gì của tên trộm hôm đó hiện ra chợ mua ít đồ để mang ra mộ và đưa về làm mâm cơm thắp hương cho cha lúc mua xong đâu vào đấy rồi thì có ghé quán chè nhỏ ngồi nghỉ quan chệ đã tồn tại gót 20 năm. Bà cụ tay thoăn thoát bút chè cho vào cốc. Mái tóc bà bạc trắng, dài dễ nhăn dứm, nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc. Bà có một trí nhớ phi thường. Bà vừa nhìn đã nhận ra hiện, cô bé mỗi tháng sẽ được cha dẫn đến đây ăn một lần. Nghe bà nói câu. Cha bay khỏe không? Lâu lắm rồi, không gặp hai cha con đi cùng nhau. Trước á thì cha bay hay ra đây ăn lắm, kẻ bay đi làm trời tây giờ bay về sao ông đưa ông ra đây ăn câu nói ấy như sát muối vào tim hiền nước mắt lại cứ thế ẩn ẩn dâng lên cây xè khóe mắt trái tim cũng như bị co thắt lại mặt cúi cầm xuống đưa mũ chè vào miệng hương vị tuổi thơ lại ùa về đúng là hương vị này mỗi lần ra ăn hai cha con chỉ gọi một cốc cha luôn đúc cho nó ăn những thứ ngon nhất Bản thân mình chỉ hớp nước Cục đá lạnh mà thôi Nuốt xuống Mặt của Hồng Hiện nghẹn đắng Bao năm cha vì vất vả nhường hết của ngon vật lạ trên đời cho Hiền, Mà chưa được báo hiếu Chưa cùng cha đến nhà hàng sang trọng Như đã hứa Thì cha đã bỏ nó mà đi Còn đang miên man trong nỗi buồn Bỗng từ đâu một sắp vé số Đưa đến trước mặt Hiền Mua cho tôi tờ cô ơi Hiền gạt vội giọt nước mắt ngẩng đầu nhìn lên Là một thằng thanh niên Tuổi tầm 17-18 Nó đội cái mũ vớt đen Và nó cũng đen nhẽm Người gầy gò nhỏ thó Bỗng chốc hiện dâng lên một cảm giác quen thuộc Như thể đã gặp người này ở đâu rồi thì phải Thằng bán vé số Thấy hiện cứ nhìn mình chầm chầm Nó hãy hãy cọc vé số trên tay Nói Mua cho tờ đi chị ê quá à. giọng nói thằng này không hiểu sao cảm giác rất sắc sượt chứ không thân thiện gần gũi gương mặt nó cũng có nét gì đó rất vô côn càng nhìn vào đôi mắt nó hiện càng cảm thấy quen đưa mắt nhìn xuống sắp vé số vô tình ánh mắt lại rơi vào đôi bàn chân nó ông chân nhỏ đen nhiễm, bẩn thỉu xỏ đôi dép tông sao sao quen thế nhỉ hiện cố lục tìm trong ký ức đôi bàn chân này như đã nhìn thấy ở đâu giờ đây nó như bị rơi vào quên lãng khiến hiền không thể nào nhớ ra được thằng kia thấy hiền cứ đực ra tự không mua cho nó buông một câu chửi thề mẹ Không mua thì thôi rõ xin mà đầu óc có vấn đề chảnh chó nó quay bước rời đi sang mấy người gần đó hiền có ý định mua giúp nó còn chưa kịp mua thì nghe nó chửi rồi nó đi Nên cũng chẳng thèm gọi lại Bà cụ bán nước thấy nó đi mới nói Thằng này mất vậy Tôi cất kỹ đi nghe chưa Nó giật túi người ta mấy lần Bà trông thấy rồi đó Hai tuần trước Cha bay ngồi đây ăn Mua cho nó năm tờ vé số Vậy mà nó còn tính móc bóp của cha bay May á mà tao nhìn thấy Lúc này dư nhớ ra điều gì Hiền trợn mắt vội vàng trả tiền rồi tất tả đi về thẳng nhà dì tư thấy dì tư đang ngồi ở sân hiền lao vào hỏi vội dì con biết thằng ăn trộm là ai rồi dì tư đứng phát dậy ai đi gọi chú mày lên báo công an bắt chết cha nó đi khoan đã gì con hỏi gì cái này con nhớ đợt trước hôm đó cha con gọi cho con nói mới trúng thưởng to lắm chờ mấy hôm nữa lấy về nói cho con sau vì khi đó cũng đứng đó Dì biết là trúng gì không gì? Có thể thằng kia nó tìm cái đó của cha con Nghe đến đây Ánh mắt và sắc mặt của dì Tư Bỗng chốc thay đổi Đôi mắt lão đảo Có vẻ như đang lãng tránh Giọng tự nhiên ngập ngừng Lắp bắp Ờ, ờ Dì hình như là Là, là gì vậy dì Nói cho con nghe đi Cái chết của cha con Con tin không đơn giản như vậy đâu Thần sắc của dì Tư bỗng chốc thay đổi Hình như lo lắng chuyện gì đó thì phải À à Hôm đó Ông cũng không nói Dì Dì cũng không biết Hiền thất vọng Khi nghe dì trả lời Nó nhớ rất rõ Hôm đó cha nó gọi khoe Gương mặt vui như trúng số vậy Còn đó là không cần hiền làm nữa Đủ tiền hai cho con ăn cả đời rồi Khi đó hiền không hiểu Nhưng xem ra chuyện này có ủng khúc trúng số cha bay mua năm tờ giữa câu này trong đầu hiện sâu chuỗi như ngộ ra con đi báo công an đây dì tư vội kéo tay hiền lại ờ ừ, báo cái gì sao lại báo hình như cha con trúng số hôm đó cha nói là sau này không cần con làm đủ ăn cả đời mấy hôm sau cha mất rồi trong nhà có người lục lọi mà thằng đó chính là thằng bán vé số đôi chân của nó hôm nay con nhìn đúng là đôi chân hôm đó Cả ánh mắt nữa Còn báo công an cho họ điều tra Hiền toan giật tay Chạy đi Thì dì tư lần nữa kéo lại Ừ, này Nói gì thì cũng phải có bằng chứng chứ bày nói vậy ai tin Thôi, bỏ qua đi Để cha bay yên nghỉ đi mà Sao dì lại cản con Dì có gì giấu con đúng không Hiền như nhận ra Điều gì kỳ lạ từ dì tư Cứ thúc hiền Quay về làm việc Giờ ngăn cản không cho Hiền đi báo công an Hiền đến bào hỏi một câu Cha con trúng số Vậy dì đang giữ đúng không? Câu hỏi bất ngờ Khiến mặt dì tư biến sắc Dần chuyển sang trắng Hơi thở gấp gáp Ánh mắt liên tục lạng tránh Chứng tỏ câu hỏi đó đã có câu trả lời Và người ta không muốn trả lời Sẽ tìm cách giấu giếm Khi đó cơ thể sẽ biểu hiện rất rõ Tất cả Chỉ cần tinh mắt sẽ phát hiện ra Dì Tư chưa muốn chối Thì không để bà nói Mà dùng một giọng chắc nịch hỏi thêm Dì cầm Và muốn chúng là của gì dì? dì có liên quan đến cái chết của cha con không Không Sao dì có thể Dì không giết ông ấy Dì chỉ cầm Dù biết mình lỡ lời Dì Tư khựng lại Tay bịt miệng Không không Dì, dì không cầm gì hết Không có Con chưa nói gì mà Sao dì lại cuốn như thế vì là em cha con, con tin gì không hại cha con. nhưng con cũng tin gì đang giấu con thứ gì. nếu gì muốn linh hồn cha con yên nghỉ, thì gì nói hết cho con nghe, đòi lại công bằng cho cha con. quả thật nếu trúng số thật, số tiền đó con cũng không cần đâu. con hứa sẽ cho gì. chu từ đúng lúc đó chạy về, thấy hai dì cháu gương mặt căng thẳng, vợ mình mắt ngấn như sắp khóc, còn hiền thì đanh lại như đang tức giận ông lờ mờ có thể đoán ra ngay buổi chiều hôm đó thằng bán vé số bị bắt qua quá trình đấu tranh điều tra thì mọi chuyện cũng được sáng tỏ ông thanh mua năm tờ vé số và trong đó có hai tờ trúng giải đặc biệt hôm qua nhờ điện thoại dì tư ngỏ ý để dì giữ cho sợ ông làm mất chiều hôm sau ông lên chợ gặp thằng bán vé có nói mình trúng hai tờ chờ mai mốt đi đỉnh sẽ cho nó hai chục triệu Thằng này nổi lòng tham Đành bám theo ông Thanh dọc đường Nó tưởng thứ quan trọng như vậy Ông sẽ luôn mang theo bên người Chờ lúc vắng người Nó lao ra đe dọa cướp hai tờ vé số ấy Không may Đẩy ông Thanh gã ngớt xỉu Nó lục tìm không thấy Lại sợ ông tỉnh dậy sẽ báo công an bắt nó Đền nó kéo ông đếm xuống sông Dựng hiện trường ông bị trượt chân ngã Kế đó Nó có lần trốn một thời gian Thấy nhà hiền tổ chức tang lễ Chôn cất lại nghe ngóng được biết gia đình cho là tai nạn. Đêm đó, nó rình bên ngoài, thay nhà mở cửa. Đúng đêm hiền gọi hồn cha, nên đánh liều đi vào. Thấy không có ai, nó tìm kiếm hai tờ vé số đó, nhưng không thấy. Còn nhà dì tư, dù biết cái chết anh mình có chút kỳ lạ, nhưng vì lòng tha muốn chiếm đoạt hai tờ vé số đó, nên là vội đưa anh về, nói với cán bộ thôn xóm là tai nạn, chết ngoài ý muốn không muốn họ điều tra như vậy sẽ lộ ra chuyện trúng số nhanh chóng nhập niệm mọi chuyện sáng tỏ hiền nhìn dì tư nói một câu giữa trụ sở công an con hứa là con không lấy hai tờ đấy lại dì cầm lấy giữ cho mình hy vọng nợ ân tình năm xưa con đi học bằng đó đủ từ nay con không còn liên quan đến gì nữa sau chuyện đó hiền quay lại nước ngoài làm việc cũng không liên lạc gì với họ hàng đợt đó là dỗ ba năm hiện quay về ra mộ cha cảm xúc lại cứ thế vỡ hòa như mới hôm qua sau đó có ghé qua nhà dì tư ngôi nhà vợ là của người ta nghề đầu từ hồi có tiền vợ chồng con cái ăn chơi đua rồi vợ thì mua sắm làm đẹp cuối cùng vợ bị trai trẻ lừa chồng bị gái trẻ dụ con cái ăn chơi không ai quản đứa nghiện ngập vào trại cải tạo đưa đánh người gây thương tích định bao nhiêu là tiền Rồi vẫn phải đi tù Chưa được một năm Không còn các bạc Nhà cửa tan nát Ly tán Mỗi người một nơi Quý thính giả thân mến Quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Trốn số mất già Của tác giả Thùy Dương Một câu chuyện rất là hay đúng không ạ à? Nhân quả báo ứng đều có cả và không biết là quý vị có hài lòng với cái cách vừa rồi của bộ truyện? Quý vị hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là tác giả và thính giả được biết với quý vị nha. Còn đến đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào những video truyện tiếp theo. Nếu quý vị yêu thích kênh của Trinh, quý vị có thể uh, like, share và subscribe cho kênh của Trinh quý vị nhé Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối.